bạn không bao giờ lớn hơn so với suy nghĩ của bạn nên là khi bạn đặt ra một cái bức tranh mới một cái sự tưởng tượng mới về cái chân dung của bạn thì bạn sẽ có một cái thế giới mới ờ hôm ngày hôm nay đến đây thì em có hai mục tiêu mục tiêu đầu tiên là em muốn học tập phát triển và tạo ra một cái doanh nghiệp một cái sân chơi của mình ạ bản thân em thì xuất phát điểm là cái người mà đang đi chơi sân chơi của người khác tức là em đang phân phối cho một cái doanh nghiệp khác và đến thời điểm bây giờ thì uh, khi mà ngày hai ngày hôm uh, một ngày hôm qua học và ngày hôm trước học thì em đến đây em thấy rằng là mọi người đều rằng rất là tuyệt vời và em là một cái gì đấy là chưa là gì cả uh, ở cái ao làng nhà mình thì có thể là mình cũng đã là một cái gì đấy trong gọi cái ao nhà mình thôi nhưng bây giờ thì là thời điểm mà em muốn ra biển lớn nên là khi mà thấy mọi người chia sẻ toàn vài chục tỷ, vài trăm tỷ, vài nghìn tỷ này thì em thấy là em bị thu mình lại rất là nhiều. <laughs> Tuy nhiên là em vẫn rất là tâm đắc với một câu là đừng chờ lớn để bắt đầu mà hãy bắt đầu để để lớn ạ. À. Nên là em rất là mong muốn là ngày hôm nay em có một cái mục tiêu nữa là em muốn tìm nguồn lực ạ. À. Ờ, em tự cảm nhận được rằng là thế mạnh của mình là thế mạnh về con người. Em phát triển bản thân và em mong muốn rằng là em lan tỏa cái sứ mệnh này của mình đến thật nhiều người nữa ạ. À. Và em muốn tìm những nhà máy, những đối tác nhà máy những cái người mà có em không 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 em đang không không có thế mạnh về sản xuất ạ. À. Nên em muốn tìm những đối tác những nhà máy có những cái sản phẩm tuyệt vời và muốn uh, xây dựng một cái hệ thống, một cái đế chế mạnh à. và em sẵn sàng uh, giống như thầy nói là 70 30 ạ. À. Tuyệt vời, hãy cho hòa một trọng thật to to. Hiền là người dân tộc À, chị sống trên hòa bình khi mà chị đi học thầy tôi nhật thì trước đấy chị được một số người em cứ gợi ý là chị phải lên đi học thầy tôi nhật à, và chị mà đi học thầy tôi nhật mà chị cảm thấy không hài lòng em sẽ là gửi tiền đấy miễn phí cho chị kinh tức là yêu chị quý chị thế là sau chị hiền thì lúc đấy chị chỉ được khoảng tầm có mấy trăm triệu một tháng Thế là doanh số lúc mà trước khi đi học thầy chỉ có mấy trăm triệu một tháng cho cái hình ảnh của chị lên mấy trăm triệu một tháng thôi thì chị nghĩ là như thế là chị thoải mái lắm rồi chị cảm thấy là hạnh phúc lắm happy thôi nên là chị không có uh, có cái mong muốn gì nó nó, nó lớn lao cả thế nhưng mà sau khi chị đi học cái lớp của thầy tôi Nhật cái lớp MBA này thì sau đó thì chị mới thấy rằng là Ồ, oh, mình còn quá nhỏ bé mình cần phải làm cái gì để nó lớn lao thế thì chị mới quyết định đăng vào cái đăng ký vào cái trại lãnh đạo của thầy tôi nhật thì một hình ảnh vô cùng tuyệt vời đó là chị hôm đấy có một cái trò gọi là trò chơi thì chị gánh trên vai hai hai quang gạch đó, một quang gạch này và phải leo lên trên đỉnh núi ba vì đỉnh núi ba vì thì chị hiền chị khi mà chị đi như thế thì mọi người đây chị đây chị rất là vui tươi và mọi người cứ muốn là rằng mà thôi để cho em hỗ trợ cho chị để em đỡ cho chị thì chị nói này không hãy để chị gánh hãy để cho chị gánh bởi vì thưa thầy này cái bên này là hai đứa con của em em ví đây là cái trách nhiệm của em đối với hai đứa con còn bên này là cái đứa con doanh nghiệp của em và em nhất định em sẽ phải làm thế nào đấy để em thực hiện được cái giấc mơ của mình thế và chị đã à, đã nên tận trên cái đỉnh cao nhất của núi Ba Vì đó và đi 17 cây số, đi bộ 17 cây số gánh như này và leo leo lên tận đỉnh cao tận là bao nhiêu mấy trăm mét ở trên đó để mà đi như này. Thế thì sau đó kết thúc chương trình này về chị đã quyết tâm bằng được để chị là thực hiện được giấc mơ đấy. Thì vừa rồi hôm vừa rồi một chương trình MBA mà chị đưa hai con của chị đây một con trai một con gái hai cháu đến đây để làm gì để muốn các con cũng được học từ thầy thế và chị có nói với bên chỗ cả lớp hôm đấy tôi rất là bất ngờ là chị chia sẻ thì tôi mới biết là doanh số của chị tại cái thời điểm mà lúc mà chị chia sẻ cách đây khoảng tầm 2 tháng thì chị nói rằng là sau hơn một năm thì em kể từ lúc em đi học chương trình của thầy và học chương trình lãnh đạo này thì doanh số của em bây giờ nó lên tới là 20 tỷ đó, 20 tỷ một tháng Thì tôi bảo là Đó là một cái điều mà chị bảo không thể tưởng tượng nổi Không thể tưởng tượng nổi mà chị là một người dân tộc Thế mà sau đó thì chị bảo đặt ra một mục tiêu là Bây giờ em đặt ra một mục tiêu lớn hơn rất nhiều Là em muốn đặt ra mục tiêu nghìn tỷ Tức là như vậy 20 tỷ thì nó được khoảng hơn 200 tỷ nhỉ Đúng không ạ? Hơn 200 một năm Như vậy đã là Nó là quá lớn so với lại trước đấy Mà chị được có khoảng tầm vài trăm triệu một tháng và chị gọi là cuộc đời của em chưa bao giờ em tưởng tượng được em đạt được điều như vậy nhưng mà nhờ vào việc em đi học thầy thì cái cái trí của em nó lớn hơn cái tầm nhìn của em nó lớn hơn cái khát vọng của em nó lớn hơn cái con người của em nó lớn hơn và thầy rất mừng hôm nay khi mà hòa đến với chương trình này hà hà đến với chương trình này hà đã là được đánh thức cái con người lớn nào trong em Đúng không đánh thức cái con người lớn nào đó và chính cái niềm tin mới này nó khiến cho em mạnh mẽ hơn Ồ, nó khiến cho em là sẽ là gì là mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý điều này giơ tay và nói thôi bạn không bao giờ lớn hơn so với suy nghĩ của bạn thế nên là khi bạn đặt ra một cái bức tranh mới một cái sự tưởng tượng mới về cái chân dung của bạn thì bạn sẽ có một cái thế giới mới Ok một lần nữa hãy cho chị Hà vào trong.